Để chính sách được triển khai đảm bảo đúng đối tượng, Hạt Kiểm Lâm Simacai đã tổ chức tuyên truyền phổ biến tới toàn thể nhân dân trên địa bàn việc trồng rừng thay thế nương rẫy, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của người tham gia để người dân tự nguyện tham gia đăng ký trồng rừng. Thường chúng tôi thì mỗi lần họp thôn là chúng tôi được trưởng thôn và cán bộ kiểm lâm xuống tuyên truyền cho bà con các cách bảo vệ rừng và phát triển rừng, nhưng cũng như là vận động nhân dân tích cực trồng rừng để bảo vệ nguồn nước cho bà con được sinh hoạt. À, hàng năm này chúng tôi cũng được hỗ trợ kinh phí phát triển và bảo vệ rừng. Ngay sau khi các hộ gia đình đăng ký tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy, cán bộ kiểm lâm và người dân đi thực địa xác định vị trí, diện tích đất nương rẫy đang trên đất lâm nghiệp có nhu cầu chuyển sang trồng rừng để lập danh sách. Qua đó tạo thuận tiện cho việc chỉ đạo và kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương. Vận động bà con trồng rừng mới để giữ được nguồn nước cho sinh hoạt cho bà con. Với thôn Lục Sáng thì chúng tôi tổ chức họp thôn thì chúng tôi tuyên truyền cho bà con không được phát và đốt nương đấy, thì để bảo vệ rừng nó mới phát triển được. Đến nay tổng diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy được thực hiện trên địa bàn của huyện Simacai là 75,5 ha với 126 hộ tham gia. Hiện dự án đã kết thúc, số rừng được trồng đang phát triển rất tốt, đã được giao khoán cho bà con nhân dân bảo vệ quản lý. Phối hợp với ủy ban dân xã để chỉ đạo kiểm lâm địa bàn trong cái công tác tuyên truyền tới nhân dân trong những tận thôn bản. Trong đó là có tổ chức các cái buổi họp thôn này, lồng ghép các cái cuộc tuyên truyền với lại các cái lễ hội cúng rừng của bà con nhân dân. Thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Simacai sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, đưa phong trào trồng rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp phát triển mạnh hơn nữa.